Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 268 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lại nói, xào huyệt thiên thể, đây chính là một siêu cấp binh khí đáng sợ. Cũng trong lúc đó, bên trong một khu vực thời không, không gian nơi này lớn trăm trượng, trên một trận bàn đang có một nam tử mái tóc dài rối tung đang ngồi. Nam tử này có mái tóc nửa màu đen, một nửa lại là màu trắng, nhìn vô cùng quỷ dị. Ánh mắt của hắn như vực sâu không đáy. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong hư không. Từng trang cảnh đó chính là Kỷ Linh, một gốc chí tôn đang chém giết với ba vị tính mạng cấp độ chí tôn. Tuy tràng cảnh mơ mơ hồ có thể rình mò đến một ít uy năng ảnh hưởng còn lại, không cách nào có thể nhìn rõ tràng cảnh được. Chí tôn văn minh tu hành giả này căn bản không cách nào rình mò thân ảnh của bọn chúng được. Nam tử tóc đen trắng nhẹ giọng nói nhỏ. Uy năng của bọn họ bộc phát rất mạnh, có lẽ cũng chỉ có hai tên tới đây thôi. Chí tôn có thực lực gì đây? Trong hỗn độn vũ trụ của bọn họ có thể vận dụng uy năng vô tận mênh mông cuồn cuộn, bọn họ không muốn bị trông thấy. Tây Tư tộc chỉ có thể bị uy năng trở ngại, căn bản nhìn không thấy. Sao? Sắc mặt nam tử tóc trắng đen bỗng nhiên biến hóa, bởi vì đại chiến chấm dứt, Kỷ Linh và Mô Cốc biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình Long Quy. Bà tính mạng kỳ dị cũng chỉ còn lại một thôi sao? Nam tử tóc đen trắng khiếp sợ, hắn bất chấp các chuyện khác, lập tức bắt đầu dẫn động trận bàn. Ông trận bàn chậm rãi xoay tròn, chấn động ngưng tụ thành một cột sáng. Trong cột sáng xuất hiện thân ảnh mơ hồ, qua một giây thân ảnh mới hoàn toàn ngưng thực lại. Gương mặt thời khắc nào cũng mang theo nụ cười, nam tử còn có khí chất trách trời thương dân, đi chân trần. Hắn hói đầu, hình thể cao lớn, đôi mắt luôn mê người như vậy, làm cho người ta không thể không thần phục. Y già nhĩ vĩ đại, nam tử tóc đen trắng cung kính hành lễ. Vô thường, như thế nào rồi? Y già nhĩ hỏi. Văn minh người tu hành chỉ có hai tên tiến vào binh khí hủy diệt chi sao? Uy năng của bọn họ mênh mông đáng sợ, ta không cách nào thấy rõ bộ dáng của bọn chúng được. Mà ba tính mạng cấp chí tôn chúng ta nhốt trong hủy diệt chi sao, đã có hai đầu bị diệt rồi, chỉ còn lại có ác hào thú không có sơ hở. Nam tử tóc đen trắng cung kính lên tiếng. Y gia nhĩ nhíu mày. Chỉ có hai tên thôi sao? Tính mạng cấp độ chí tôn tổn thất là chuyện nhỏ, chỉ có hai người tu hành xuất hiện, việc này làm hắn thất vọng. Nếu có 5-6 người đi vào, Tây Tư tộc hoàn toàn có thể thừa cơ phát động chiến tranh. Tất cả dựa theo kế hoạch, Y gia nhĩ phân phó. Hai tính mạng cấp độ chí tôn chết thì chết đi, ác khảo thú còn là được, không ảnh hưởng tới chúng ta. Vâng, nam tử tóc đen trắng ngoan ngoãn đáp lời. Có tin tức quan trọng cứ tùy thời mà bẩm báo cho ta. Y gia nhĩ tươi cười và nói. Ta hào phí vô số năm tháng và tâm huyết luyện chế ra hủy diệt chi xào này cũng không phải dễ phá như vậy đâu. Chỉ có hai chiến lực cấp độ chí tôn không có hy vọng có thể phá giải. Bọn chúng sẽ bị ép điều thêm chiến lực cấp chí tôn vào đây. Có lẽ bằng vào hủy diệt chi xào, có lẽ Tây Tư tộc chúng ta sẽ thắng thôi. Hủy diệt chi xào, đây là thành tựu cao nhất của Y gia nhĩ. Hắn vô cùng tự tin. Hàng tỷ thời không hoặc lớn hoặc nhỏ lơ lửng khắp nơi. Kỷ Linh không ngừng quan sát thời không vận chuyển, càng tới gần nơi mấu chốt, hao phí chừng nửa canh giờ, rốt cuộc cũng đi tới hạch tâm chi địa. Hạch tâm của thiên thể này đang ở phía trước rồi. Kỷ Linh thở ra một hơi. Kỷ Linh quan sát và suy nghĩ, hắn có cảm giác mệt mỏi. Hạch tâm ư? Mô Cốc Chí Tôn nhìn ra phía xa xa. Kỷ Linh và Mô Cốc quan sát kỹ. Phía trước là hư không rộng lớn, trung ương hư không là vòng xoáy xinh đẹp. Vòng xoáy có tầng tầng tinh vân, tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn bao vây nơi trọng yếu nhất này. Những vòng xoáy tinh vân chính là vô số hào quang hội tụ. Có cảm giác hư ảo, Kỷ Linh và Mô Cốc Chí Tôn có tầm mắt lợi hại cỡ nào đây? Cho dù có ngăn cách trùng trùng điệp điệp, nhưng không thể phong cấm hoàn toàn. Ánh mắt của hai người bọn họ
xuyên thấu qua tầng tầng trở ngại, nhìn thấy trung ương nhất của vòng xoáy chính là hắc tháp cao vạn dặm. Hắc tháp cao vạn dặm có lực lượng kỳ dị vần quanh, chung quanh hình thành vòng xoáy tinh vân. Hắc tháp này cao vạn dặm, dẫn động vòng xoáy tinh vân, cũng dẫn động vô số thời không phập phồng. Hắc tháp càng cộng minh với thiên thể, từ đó sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ, điên cuồng cắn nuốt tất cả lực lượng ở bên ngoài. Cho dù hỗn độn vũ trụ bổn nguyên cũng không thể đoạt lại được lực lượng này. Như Chí Tôn có thể tiến vào dễ dàng, nhưng nếu như Mưu Toan đi ra ngoài sẽ lọt vào cắn nuốt đáng sợ, căn bản là không ra được. Cả thiên thể này chỉ có hạch tâm là trọng yếu nhất. Ánh mắt của Kỳ Linh xuyên qua vô số tinh vân trở ngại và nhìn vào hắc tháp tại vòng xoáy hạch tâm. Tháp chính là kim tự tháp, toàn thân đen kịt. Ồ, hai thủ lĩnh người tu hành đến thật là vui vẻ. Một đạo thanh âm trầm trọng liền vang lên. Kỳ Linh mô cốc nhìn từ xa, trong vòng xoáy tinh vân đang có quái vật khổng lồ chiếm cứ. Đó là sinh vật giống như Long Quy, đám người Kỳ Linh cũng lục lọi mới tới đây, mà sinh vật giống như Long Quy sớm biết nơi này, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Ta tuân theo ước định của Tây Tư tộc, cho nên không để cho các ngươi phá hư được. Sinh vật giống như Long Quy lúc trước nói ra. Nhưng ta đoán thực lực các ngươi, chỉ sợ căn bản không cách nào làm gì được ta. Sao? Kỳ Linh và Mô Cốc nhìn qua. Mau, giết quá. Hai người bọn họ không chút do dự, phân biệt sử dụng ba đầu sáu tay, sau đó bay vào trong tinh vân. Trong vòng xoáy này có trận pháp phức tạp cấu thành tinh vân. Mô Cốc Chí Tôn chỉ vào hư ảnh nói. Nơi trọng yếu nhất chính là vòng xoáy, mà vòng xoáy có 106 tầng. Trung ương vòng xoáy có hắc tháp. Hắc tháp là hạch tâm năng lượng của xào huyệt này. Bên trong xào huyệt chính là như vậy. Mọi người nghĩ biện pháp đi. Ừ, chúng ta hiểu rồi. Năm vị Chí Tôn khác ở bên ngoài khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua, pháp thân của Thiên Thực Chí Tôn duy trì gia tốc thời gian 500 lần. Bọn họ bảo trì thời gian gia tốc như vậy, nắm chặt thời gian, suy nghĩ, đối sách. Dù sao hiện tại hủy diệt chi xào đang cắn nuốt lực lượng, thời gian càng lâu sẽ tổn thương hỗn độn vũ trụ càng lớn. Không có biện pháp nào cả, làm sao bây giờ? Phải đến được hạch tâm phá hắc tháp mới có thể phá vỡ cả xào huyệt thiên thế. Có tới cả 100 tầng, rất khó khăn. Các Chí Tôn suy nghĩ biện pháp, ngẫu nhiên cũng mở miệng nói ra, cũng bị các Chí Tôn khác bác bỏ. Từng ngày khác trôi đi, đảo mắt Chí Tôn đã suy nghĩ hơn 3 năm. May mắn có gia tốc thời gian 500 lần, bên ngoài mới có 2 ngày. Bình khí này thật tinh diệu. Hồng Nhân Chí Tôn nhìn mọi người, trước mặt hắn xuất hiện hư ảnh. Đó là hư ảnh hắc tháp, còn có vòng xoáy hình thành chung quanh hắc tháp, dẫn động vô số thời không, hình thành lực lượng càng cường đại, cuối cùng mới hình thành hiệu ứng với hắc tháp, sinh ra uy năng đáng sợ thôn phệ tất cả. Có thể luyện chế ra binh khí như vậy, ta kém xa còn không bằng được. Hồng Nhân Chí Tôn khẽ gật đầu nói. Thế nhưng nếu như chỉ phá hư thì ta vẫn làm được. Sao? Lúc này năm vị Chí Tôn khác đều nhìn sang. Hồng Nhân, ngươi có biện pháp sao? Sao? Thế nào? Ngươi có biện pháp ư? Bọn họ kích động và chờ mong. Hồng Nhân Chí Tôn, lão gia hỏa này sống thật lâu. Hắn nghiên cứu binh khí Tây Tư tộc suốt vô số năm tháng. Năm vị Chí Tôn khác cũng rất tin tưởng vào Hồng Nhân Chí Tôn. Có một chút nắm chắc. Hồng Nhân Chí Tôn nói. Ta còn phải tiến vào bên trong xào huyệt, tận mắt quan sát bên trong mới có thể xác định biện pháp của ta có thành công hay không. Hồng Nhân, ngươi đi dọc theo trận đạo mà ta cùng Bắc Minh tiến lên, ta cùng Bắc Minh sẽ đi đón ngươi. Mô Cốc Chí Tôn nói. Lực lượng thôn phệ hủy diệt càn quét khu vực vô cùng to lớn. Bản tôn Hồng Nhân Chí Tôn hói đầu đang nhìn chằm chằm vào hủy diệt chi xào. Tốc độ thời gian trôi nhanh quanh người hắn lúc này tăng nhanh gấp 100 lần. Hắn điểm một chỉ về phía trước, bên cạnh xuất hiện một chăn bếp lò nhỏ màu đen. Hắn ném rất nhiều chân tài vào bên trong. Chỉ hao phí có 6 ngày, bên trong bếp lò màu đen có một vật bay ra, chính là pháp thân của Hồng Nhân Chí Tôn áo bỏ trắng. Đi thôi. Pháp thân Hồng Nhân Chí Tôn áo bỏ trắng vừa bị luyện chế ra, hắn chỉ có 2 thành thực lực của bản tôn, lúc này nhanh chóng tiến tới gần hủy diệt chi xào. Hắn tạm thời duy trì pháp thân nhỏ yếu, về phần pháp thân tại tộc địa Tây Tư tộc không có ẩn dưỡng, thực lực tạm thời hạ thấp, nhưng hạ thấp dần dần mà thôi,
chỉ cần nhanh chóng vứt bỏ pháp thân mới luyện chế, tiếp tục quản dưỡng pháp thân đầu tiên. Pháp thân thứ nhất sẽ nhanh chóng khôi phục thực lực đỉnh phong. Hồng Nhiên Chí Tôn áo bào trắng đi dọc theo vực sâu mà Kỳ Linh Mâu Cốc đi vào lúc trước, bay vào bên trong xảo huyệt. Vù, đi dọc theo vực sâu u ám tiến lên phía trước. Hồng Nhiên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ra nghênh đón. Bắc Minh Mô Cốc. Hồng Nhiên áo trắng tươi cười. Người mới luyện chế pháp thân thực lực quá yếu. Pháp thân của Mô Cốc cười nói, nếu giao chiến với đám tính mạng kỳ dị cấp chí tôn kia, chỉ sợ sẽ bị diệt trừ nhanh chóng. Ta cũng chỉ sử dụng tạm thời mà thôi, hơn nữa thời gian đang gấp gáp, ta luyện chế rất đơn giản. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Ba người nói chuyện với nhau và tiến lên thật nhanh, có Kỳ Linh dẫn đường, không ngừng vượt qua thời không và xuất hiện tại vòng xoáy. Ồ, thật sự là xinh đẹp mà. Hồng Nhiên Chí Tôn nghiêng đầu nhìn vòng xoáy tinh vân, hắn sợ hãi thán phục, quay đầu nhìn vô số thời không đang lơ lửng. Thật sự khó lường, từng nhìn thấy vận chuyển bên ngoài, hiện tại ta nhìn bên trong lại càng bội phục hơn. Vị đại năng của Tây Tư tộc có thể làm tới một bước này, chỉ sợ là do hỗn độn vũ trụ trưởng không giả của Tây Tư tộc tự mình luyện chế ra. Hắn mạnh hơn ta quá nhiều. Luyện chế rất nhiều binh khí phức tạp, thành tựu càng cao càng hiểu được hủy diệt chi xào cường đại cỡ nào. Có biện pháp nào không? Kỳ Linh hỏi. Sáng tạo khó, phá hư thì dễ dàng hơn nhiều. Hồng Nhiên áo bào trắng cười nói. Ta trước kia suy nghĩ biện pháp thật lâu, nhất định sẽ có hiệu quả. Là biện pháp gì vậy? Kỳ Linh và Mô Cốc đều kích động. Đừng nóng vội, ta đang hoàn thiện dần. Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn chằm chằm vào vòng xoáy tinh vân, cẩn thận quan sát nó vận chuyển, đồng thời dần dần hoàn thiện phương pháp của mình. Chính thức đang suy tư chính là bản tôn Hồng Nhiên Chí Tôn ở bên ngoài. Qua ba canh giờ, Kỳ Linh Mô Cốc đang chờ đợi. Hồng Nhiên áo bào trắng lúc này tươi cười. Cuối cùng cũng hoàn thành, Bắc Minh, ta sẽ dạy ngươi, ngươi tới thi triển. Như thế nào mà không dạy ta vậy? Pháp thân của Mô Cốc Chí Tôn trêu gạo. Trận pháp của ngươi quá yếu, ta dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được đâu. Hồng Nhiên áo bào trắng lườm Mô Cốc, hắn nhìn sang Kỳ Linh nói. Bắc Minh, ngươi có trận pháp không thua gì ta. Ngươi chỉ không có kinh nghiệm trên phương diện luyện chế binh khí mà thôi. Ngươi mới không thể ngờ đến biện pháp phá giải này. Ngươi xem. Hồng Nhiên áo bào trắng chỉ về phía trước. Phía trước là hư ảnh hắc tháp. Tòa tháp này chính là nơi trọng yếu nhất của hủy diệt chi sao. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Kỳ Linh gật đầu, Mô Cốc cũng gật đầu. Bọn họ đều hiểu. Nó cũng là ngọn nguồn của năng lượng. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Chỉ có ngọn nguồn của năng lượng còn không dùng được, còn cần phải phát ra uy năng chân chính của nó. Cho nên trên hắc tháp có vô số bí văn. Nguồn năng lượng xuyên qua bí văn, hình thành trên trăm tầng vòng xoáy. Từ đó lực lượng thôn phệ tăng vọt lên. Nghe đến đây Kỳ Linh cũng hiểu. Một phần lực phát huy hiệu quả 10 phần. Về sau vòng xoáy và vô số thời không cấu thành trận pháp khổng lồ, dẫn động lực lượng mạnh hơn, xuyên thấu qua xào huyệt và dẫn động cộng minh, đối ngoại sinh ra lực cắn nuốt đáng sợ. Hồng Nhiên áo bào trắng nói. Vòng xoáy là vòng tăng phúc đầu tiên, vô số thời không đại trận tăng phúc lần thứ hai, cuối cùng bản thân cộng minh với xào huyệt thiên thế chính là tăng phúc lần thứ ba. Trải qua ba lần tăng phúc mới có thể phát huy uy năng của hắc tháp, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng, mới có thể cưỡng ép thôn phệ lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Kỳ thật trong ba trọng tăng phúc này, phá vỡ bất kỳ nơi nào thì nó cũng sẽ bị phá. Ví dụ như cưỡng ép phá hủy thiên thể hủy diệt chi sao thì nó xong luôn, hoặc là hủy diệt tất cả thời không bên trong thì nó kết thúc. Phá hư vòng xoáy cũng có thể. Mô Cốc liền nói. Thế nhưng chúng ta không hủy được. Xào huyệt là binh khí đáng sợ nhất, chúng ta căn bản không cách nào tổn thương nó được. Vô số thời không này hủy diệt bao nhiêu, nó lại sinh ra bấy nhiêu. Những vòng xoáy và vô số hào quang cũng không thể hủy diệt. Ha ha, người thật là ngu ngốc mà. Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn Mô Cốc cười ha hả nói. Phá giải hơn trăm vòng xoáy không khó, chỉ cần chúng ta cũng bố trí vòng xoáy đại trận như nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Chúng ta nghịch chuyển vòng xoáy đại trận sẽ suy yếu vòng xoáy tinh vân, từ đó uy lực của nó sẽ giảm đi. Như vậy lực cắn nuốt của nó
hủy diệt chi sao cũng giảm xuống. Một khi giảm xuống sẽ không cách nào cướp đoạt lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Sao nghịch chuyển vòng xoáy đại trận ư? Kỳ Linh đã hiểu ra. Đây là một tòa nghịch chuyển trận pháp, Bắc Minh, ngươi hãy xem đi. Hồng Nhiên áo bỏ trắng lên tiếng, chỉ thấy bên ngoài hư ảnh hắc tháp xuất hiện, vòng xoáy xoay tròn nghịch hướng. Từ trong ra ngoài, vòng xoáy không ngừng xoay tròn và thẩm thấu vào trong vòng xoáy tinh vân, cũng suy yếu uy năng bản thân vòng xoáy tinh vân. Vòng xoáy tinh vân từ trong đến ngoài chính là năng lượng của hắc tháp này. Kỳ Linh tươi cười nói, chúng ta nghịch chuyển đại trận từ ngoài vào trong, dùng lực lượng của ta làm căn nguyên. Nguồn gốc lực lượng của ta là hỗn độn vũ trụ, đó là năng lượng vô cùng vô tận, không cầu hoàn toàn áp chế vòng xoáy tinh vân, chỉ cần suy yếu ba thành lực lượng là sẽ thành công thôi. Đúng vậy, đây là ảo diệu trận pháp ta suy nghĩ ra. Bắc Minh, ngươi cẩn thận quan sát một chút đi. Hồng Nhiên áo bào trắng nhìn Kỳ Linh giằng giải mấu chốt ảo diệu nghịch chuyển đại trận. Kỳ Linh cũng cẩn thận lắng nghe học tập, Mô Cốc cũng nghe, nhưng trên mặt có nét không hiểu, rất hoang mang. Trên phương diện trận pháp, hắn kém xa Kỳ Linh, Hồng Nhiên một mảng lớn. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận huyền diệu và phức tạp, bản tôn Kỳ Linh tại tam giới duy trì gia tốc thời gian để học tập. Kỳ diệu, thật là kỳ diệu mà. Kỳ Linh lúc này tán dương không thôi. Hồng Nhiên áo bào trắng tự đắc cười cười nói, cái khác ta không dám nói, cân nhắc phương diện binh khí ta vẫn có phần tự tin. À đúng rồi, Bắc Minh, người bây giờ có thể chi tiền được không? Có thể. Kỳ Linh gật đầu. Pháp thân của Mô Cốc bên cạnh cười tự giễu, hắn đến bây giờ cũng mới học được gia lông. Hồng Nhiên áo bào trắng liền nói, vậy thì nhanh chóng thi triển đi. Ừ. Kỳ Linh lúc này kích động, xuyên thẳng qua khoảng cách không gian, đi vào trong vòng xoáy tinh vân. Khởi. Sắc mặt Kỳ Linh nghiêm túc, hắn vận dụng vô số nguyên lực quanh người, dùng nguyên lực làm dẫn dắt uy năng của đạo. Lúc này phía trên vòng xoáy tinh vân có hào quang vô cùng mãnh liệt, vô số kiếm quang lưu chuyển, giống như thế giới kiếm quang hàng lâm. Nó nhanh chóng tràn ngập sang các hướng, lúc này nhanh chóng vơ lấy vòng xoáy tinh vân. Hồng Nhiên và Mô Cốc đang khẩn trương quan sát. Hắn đang làm gì vậy? Sinh vật giống như Long Quy đang ở trong tầng 50 của vòng xoáy tinh vân nghi hoặc nhìn ra ngoài. Thủ lĩnh văn minh người tu hành đang dùng chiêu thức gì vậy? Cho rằng phạm vi bao phủ lớn là có thể phá giải được ư? Thật sự là buồn cười mà. Đây chính là hủy diệt chi sao? Chính nghi gia nhĩ vĩ đại dùng vô tận năm tháng tạo thành. Nam tử tóc đen vô thường tôn chủ âm thầm rình mò rồi nói. Hắn không ngừng quan sát tình hình. Vô số kiếm quang thế giới bao phủ vòng xoáy tinh vân, Kỳ Linh tiêu hao vô số nguyên lực thao túng tất cả. Đại trận nghịch chuyển vòng xoáy. Tâm niệm Kỳ Linh vừa động, lúc này vô số kiếm quang giống như sỏi đá cũng bắt đầu hình thành vòng xoáy. Chúng vốn hình thành ở bên ngoài dần dần tiến vào trong vòng xoáy, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Uy năng ở bên ngoài là kém nhất, thẩm thấu cũng dễ dàng nhất. Vòng xoáy kiếm quang mở rộng ra, dần dần hình thành, không ngừng thẩm thấu vào bên trong. Nó thẩm thấu càng ngày càng nhiều, 10 tầng, 20 tầng, rồi 30 tầng. Đúng vậy, chờ thêm một chút thời gian nào. Kỳ Linh lúc này có thể tươi cười. Nghịch chuyển vòng xoáy đại trận cũng không phải cứng đối cứng chân chính, nó thẩm thấu vào quấy nhiễu, giống như bánh răng chuyển động có lực lượng thật lớn. Nếu ngươi ném vào một ít thứ gì đó sẽ ngăn cản nó hoạt động. Vòng xoáy tinh vân là vô hình nên khó bị phá hư. Có thể nghịch chuyển vòng xoáy thẩm thấu, vô hình đấu vô hình, hoàn toàn có thể quấy nhiễu phá hư. Thành rồi. Một cốc chí tôn đứng nhìn, hắn cảm thụ lực lượng thôn phệ chung quanh không ngừng suy giảm, hắn vui mừng không thôi. Thành công, thế nhưng đừng cao hứng quá sớm. Hồng Nhiên áo bào trắng nói, hiện tại uy năng ảnh hưởng rất ít, lực lượng của thiên thể vẫn thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Việc này... Sinh vật giống như Long Quy kinh ngạc nhìn tất cả. Vòng xoáy kiếm quang không ngừng kéo dài, từng vòng xoáy xoay tròn dần dần từ ngoài tiến vào. Hôm nay đã tới tầng thứ 50. Ầm ầm. Vòng xoáy kiếm quang không ngừng thẩm thấu, xuyên thấu 60 tầng, 70 tầng. Nó chính là vô hình. Mặc dù vòng xoáy tinh vân nghiền áp phá hủy thì chúng cũng có thể không ngừng sinh ra. Kỳ Linh có nguyên lực vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao. Loại lực lượng bị nghiền áp và không ngừng sinh sôi này, chúng tràn ngập tính bền dẻo, không ngừng thẩm thấu, cũng làm cho lực lượng vòng xoáy tinh vân suy giảm. Cũng trong lúc này, ở bên ngoài sao huyệt khổng lồ, vô số lỗ thủng điên cuồng cắn nuốt tất cả bên ngoài.
lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên áp chế, nhưng áp chế không nổi lực lượng thôn phệ trong thiên thể, tạo thành vòng xoáy màu bạc. Dần dần lực lượng thôn phệ suy yếu, không ngừng suy yếu. Rốt cuộc hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn cưỡng ép ngăn cản lực lượng thôn phệ. Vòng xoáy màu bạc bên ngoài tán loạn, tất cả bắt đầu khôi phục gió êm sóng lặng. Tuy vực sâu trong thiên thể kiệt lực thôn phệ, thế nhưng lực lượng suy giảm, nó không thể thôn phệ một tia lực lượng nào nữa. Bên trong xảo huyệt, Kỳ Linh thao túng nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Vù vù, pháp thân của Hồng Nhiên và Mô Cốc Chí Tôn áo trắng đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Bắc Minh, bên ngoài đã dừng thôn phệ rồi. Hồng Nhiên áo trắng vô cùng vui mừng nói, tùy nó còn 6 thành uy năng, 6 thành uy năng của nó lại bị hỗn độn vũ trụ bổn nguyên hoàn toàn áp chế được, không cách nào cướp đoạt lực lượng được nữa đâu. Ha ha, vậy ư? Kỳ Linh cũng tươi cười. Chờ ta thẩm thấu hoàn toàn vào vòng xoáy tinh vân, uy lực của nó sẽ bị hạ thấp thôi. Chỉ một lát sau, nghịch chuyển vòng xoáy đại trận rốt cuộc thẩm thấu đến cuối cùng, cũng thẩm thấu vào trong vòng xoáy tinh vân, thậm chí còn chạm vào hắc tháp vạn vọng kia. Toàn bộ vòng xoáy tinh vân xoay tròn như cũ, bởi vì bị thẩm thấu quá nhiều, uy năng hạ xuống miễn cưỡng còn lại 5 thành uy năng. Chút uy năng này không đủ để thôn phệ. Vèo. Ba người Kỳ Linh, Mô Cốc, Hồng Nhiên nhanh chóng bay về phía trước. Hôm nay uy lực vòng xoáy tinh vân đã giảm mạnh, muốn đi vào cũng dễ dàng hơn nhiều. Các ngươi lại có thể phá giải vòng xoáy sao? Sinh vật giống như Long Quy chiếm giữ ở phía trước, hắn không dám tin tưởng. Đây chính là đạo. Hồng Nhiên áo bào trắng nói, người không tu đạo tự nhiên sẽ không hiểu đâu. Kỳ Linh cũng cười nói, chúng ta đã phá giải vòng xoáy này, lực lượng thôn phệ của vòng xoáy đã giảm mạnh. Hiện tại người muốn đi ra ngoài thì nó cũng không thể ngăn cản ngươi. Ta khuyên ngươi rời đi ngay bây giờ. Văn minh người tu hành chúng ta sẽ hộ tống ngươi về với hỗn độn vũ trụ. Đến lúc đó ngươi trốn xa một chút đi, đừng có lại bị Tây Tư tộc bắt lại, lẫn vào cuộc chiến tranh chúng ta. Sao rời đi ư? Sinh vật giống như Long Quy khẽ giật mình. Tự do sao? Giải thoát sao? Kinh nghỉ hàng lâm quá đột ngột, nó có phần không rõ. Được. Sinh vật giống như Long Quy lên tiếng. Vậy còn hai đồng bạn của ta? Bọn chúng tạm thời sẽ ở chỗ ta, chờ tới khi chiến tranh chấm dứt thì ta sẽ thả bọn chúng ra. Kỳ Linh nói, thả đầu tính mạng cấp chí tôn này chạy đi, khả năng bắt lại quá thấp, nhưng vẫn tồn tại một tia khả năng. Bởi vì rất khó giết chết sinh vật giống như Long Quy này, cho nên Kỳ Linh mới nguyện ý thả nó về hỗn độn vũ trụ, tận lực giảm thiểu biến số trong chiến tranh. Cũng được. Sinh vật giống như Long Quy cũng không nhiều lời, nó được tự do đã là chuyện may mắn. Người bây giờ liền đi ra ngoài, bên ngoài có người dẫn người đi. Kỳ Linh nói, đi. Sinh vật giống như Long Quy tràn ngập chờ mong và bay nhanh ra ngoài. Uy năng vòng xoáy tinh vân hạ thấp 5 lần, bên trong vẫn tồn tại lực lượng thôn phệ, nhưng không cách nào cưỡng ép cướp đoạt lực lượng của hỗn độn vũ trụ. Lực cắn nuốt của vực sâu u ám vô cùng kinh người. Sinh vật giống như Long Quy lúc này cưỡng ép đi ngược chiều, nó chống cự hấp lực và không ngừng bay ra. Nhìn thấy cửa động rồi. Sinh vật giống như Long Quy vô cùng vui mừng bay ra cửa động. Nó nhìn thấy xào huyệt khổng lồ, cũng nhìn thấy bên ngoài có bản tôn của Hồng Nhiên Chí Tôn. Đi theo ta, ta sẽ tiễn ngươi rời khỏi hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhiên Chí Tôn nói, hiện tại vòng xoáy bị phá giải, hủy diệt chi xào không còn là họa lớn. Hắn cũng không cần nhìn chằm chằm vào nơi này nữa. Sinh vật giống như Long Quy ngoan ngoãn nghe lời, nó đi theo Hồng Nhiên Chí Tôn và xuyên qua thời không liền rời đi. Kỳ Linh, Mô Cốc, Hồng Nhiên áo bào đi tới gần hạch tâm. Uy năng vòng xoáy giảm mạnh, muốn tới gần hạch tâm vẫn gian nan như cũ. Các ngươi ở lại đây, ta đi xem một mình. Kỳ Linh nói, vòng xoáy tinh vân vẫn tồn tại, ta phải duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Một khi đại trận dừng lại, xà huyết sẽ tiếp tục thôn phệ lực lượng hỗn độn vũ trụ bổn nguyên của chúng ta. Pháp thân của ta cũng phải lưu lại nơi đây, chỉ có nghĩ biện pháp phá hư căn nguyên năng lượng của nó mới có thể hủy diệt nơi này. Khi đó pháp thân của ta mới tính toán là được tự do. Mô Cốc và Hồng Nhiên không tiến lên. Luận về thực lực, Hồng Nhiên áo màu trắng vô cùng yếu ớt, yếu hơn Mô Cốc và Kỳ Linh rất nhiều. Phá. Kỳ Linh đi theo nghịch chuyển vòng xoáy đại trận tiến lên phía trước. Mặc dù uy lực của vòng xoáy tinh vân lớn, vòng xoáy kiếm quang không ngừng sinh diệt, cũng giảm bớt không ít áp lực lên Kỳ Linh.
ba đầu sáu tay, lục đạo kiếm quang kiệt lực mà tiến lên, cực kỳ gian nan. Kỳ Linh đi theo vòng xoáy kiếm quang, hắn toàn lực đi tới gần hắc tháp tại trung tâm. Xoẹt! Lực nghiền áp điên cuồng không ngừng phá hủy vòng xoáy kiếm quang xung quanh, vòng xoáy kiếm quang không ngừng sinh sôi. Căn nguyên năng lượng của thiên thể. Kỳ Linh quan sát vô số bí văn mặt ngoài hắc tháp, bí văn lưu chuyển huyền diệu khó lường. Quan sát một lát, nội tâm Kỳ Linh khẽ động, thân thể hắn đâm vào hắc tháp. Trong nháy mắt va chạm, Kỳ Linh thi triển độn thuật, hắn cảm giác hắc tháp và trốn vào bên trong hắc tháp này. Tất cả vật chất thiếu hình như thành lũy, ngôi sao, tòa nhà hình tháp lại không thể ngăn cản người có cảnh giới như Kỳ Linh tiến vào. Kỳ Linh tiến vào trong hắc tháp vẫn có thể cảm ứng được bên ngoài. Hắn phóng thích nguyên lực và xuyên thấu ra ngoài, duy trì đại trận vận hành. Không nghĩ tới bên trong hắc tháp lại là như vậy. Kỳ Linh lăng không đứng ở phía trước. Bên trong hắc tháp là hư không vạn dặm. Trung ương của hư không vạn dặm này là một quả cầu vô hình. Mặt ngoài của quả cầu vô hình có hào quang mờ ảo. Nó điên cuồng cắn nuốt tất cả. Tất cả lực lượng bị cắn nuốt bên ngoài đều truyền vào trong. Hắc tháp không hình thành trở ngại gì. Lực lượng bị hút bên ngoài không ngừng gia trì quả cầu, từ đó làm cho quả cầu màu đen cường đại hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, những lực lượng này cũng là một ít năng lượng bị hủy diệt chi xảo thôn phệ còn sót lại. Từ khi lực lượng còn sót lại bị hấp thu không còn, quả cầu hư vô màu đen không thể hấp thu gì cả. Đây chính là căn nguyên của thiên thể sao? Kỳ Linh gật đầu, hắn nhìn sang quả cầu màu đen. Kỳ Linh cảm giác được đạo kỳ dị đang ở trong đó. Đó là đạo của dị hỗn độn vũ trụ. Nó tỏa ra ý cảnh hủy diệt đáng sợ như vậy. Hủy diệt chi nguyên này không phải đạo của hỗn độn vũ trụ bản nguyên chúng ta, hẳn là không gian vô tận bên ngoài rồi. Kỳ Linh phi thường xác định. Phá! Kỳ Linh ba đầu sáu tay cầm Bắc Hồng kiếm. Oanh! Kiếm quang chói mắt như xé rách hư không bổ mạnh vào hắc tháp. Chính bởi vì hắc tháp mới giúp hủy diệt chi nguyên hình thành vòng xoáy bên ngoài. Phá hắc tháp, vòng xoáy bên ngoài sẽ tán loạn. Kiếm quang cường đại của Kỳ Linh rất bá đạo. Hắc tháp chấn động nhưng không hao tổn gì. Kỳ Linh không ngừng biến ảo kiếm thuật, hoặc là âm nhu ăn mòn, hoặc là chói mắt tụ tập vào một điểm, hoặc là âm dương giao thoa. Rất nhiều kiếm thuật, tất cả đều không thể tổn thương hắc tháp chút nào cả. Sao? Quả nhiên không thể phá hư hắc tháp này. Phải nghĩ biện pháp phá hư nguồn năng lượng này mới được. Kỳ Linh nhíu mày, hắn quay đầu nhìn căn nguyên hủy diệt kia. Quả cầu hư vô màu đen vẫn kiệt lực thôn phệ ngoại giới. Kỳ Linh có cảm giác hủy diệt chi nguyên ẩn chứa đạo quỷ dị khó lường. Hắn ẩn ẩn cảm giác khó phá vỡ nó. Để ta thử xem. Kỳ Linh lại lần nữa xuất kiếm. Ầm ầm ầm. Thần kiếm Bắc Nguyệt kiếm biến dài ngàn dặm và bổ vào quả cầu màu đen. Thần kiếm chém vào liền có cảm giác lực cản, thậm chí quả cầu xẹp xuống cùng biến hình. Sau khi rút kiếm ra thì nó khôi phục lại như ban đầu. Phá cho ta! Kỳ Linh thử rất nhiều kiếm thuật, vô số kiếm quang chém vào quả cầu màu đen. Quả cầu màu đen chỉ rung động vài cái, sau đó lại khôi phục. Cứ nhiều lần như thế, nó vẫn hoàn hảo, không tổn hại. Thực lực của ta còn chưa đủ, uy năng kiếm thuật còn nằm trong phạm vi hủy diệt chi nguyên thừa nhận được, căn bản không thể phá hủy. Trừ phi ta công kích vượt qua phạm vi nó thừa nhận mới có thể đánh nó sụp đổ được. Kỳ Linh âm thầm lắc đầu nói. Vị hỗn độn vũ trụ trưởng không giả của Tây Tư tộc đúng là lợi hại mà. Hắn có thể đùa bỡn hủy diệt chi nguyên trong tay, thậm chí chuyển nó qua hỗn độn vũ trụ của chúng ta, mà ta căn bản không cách nào di động hủy diệt chi nguyên chút nào, cũng không thể tổn thương nó được. Không thể phá hủy hủy diệt chi nguyên này, như vậy chỉ có thể lưu pháp thân tại đây duy trì nghịch chuyển vòng xoáy đại trận. Hủy diệt chi nguyên, đạo này đúng là quỷ dị khó lường mà. Kỳ Linh nhìn quả cầu màu đen, cảm ứng nó có quy tắc khác lạ, đạo khác với hỗn độn vũ trụ chúng ta. Có lẽ ta tham khảo đạo của nó và sáng chế một môn kiếm thuật khác vậy. Kỳ Linh cũng có xúc động. Kỳ Linh lúc trước tu hành 600 vạn hỗn độn kỷ nguyên, hắn cũng tìm hiểu hủy diệt kiếm đạo. Đó là đạo hủy diệt giết chóc thần túy, mà hủy diệt chi nguyên có thể thôn phệ tất cả ngũ hành, âm dương, hắc ám, quang minh. Tất cả của hỗn độn vũ trụ đều bị nó thôn phệ, hủy diệt và cường đại bản thân. Nó là đạo quỷ dị và đáng sợ. Kỳ Linh cảm giác được nếu mình có thể tìm hiểu và xung nhập vào trong kiếm đạo, có lẽ nó là kiếm đạo cường đại nhất, sẽ có trợ giúp rất lớn với mình. Hắc tháp không thể phá vỡ
hủy diệt chi nguyên cũng không thể phá. Các chí tôn khác không có biện pháp, pháp thân kỷ linh chỉ có thể ở lại nơi này. Dù sao, kiềm chế chiến lực cấp độ chí tôn còn thất hơn cho phép hủy diệt chi xào tiếp tục thôn phệ. Pháp thân kỷ linh không ngừng quan sát hủy diệt chi nguyên, nhận thức hủy diệt chi nguyên ẩn chứa ảo diệu đại hủy diệt. Bên trong hư không hắc ám, hồng nhân chí tôn và sinh vật giống như long quy xuất hiện. Tất cả thời không duy độ khác nhau, nơi này có thể giao hội, nơi này là biên giới hỗn độn vũ trụ rồi. Hồng nhân chí tôn nói xong, hắn nhìn về phía trước vẫn là hắc ám vô tận, mặc cho hắn phi hành như thế nào đều không thể gặp được biên giới. Biên giới hỗn độn vũ trụ đó là nơi mắt thường không thể nhìn thấy, không cách nào nhận thức được. Nó chỉ là biên giới rất nhiều thời không giao thoa mà thôi, đến cảnh giới như hồng nhân chí tôn mới có thể xác nhận. Loại giao hội như thế nhiều vô số kể, vô số điểm giao hội đều là biên giới dài dằng dặc. Để ta đưa ngươi ra ngoài, hồng nhân chí tôn nói. Xin đa tạ chí tôn của người tu hành. Sinh vật giống như long quy lúc này vô cùng vui sướng, cũng vô cùng khiêm tốn. Hồng nhân chí tôn vươn tay kéo một cái, giống như vạch một bức màn, chỉ thấy hư không hắc ám phía xa tách ra, từ đó một tràng cảnh sáng ngời xuất hiện. Đó là không gian vô cùng vô tận, xinh đẹp và sắc thái lộng lẫy. Nó vô biên vô hạn, vô số thiên thể hỗn độn vũ trụ chính là thiên thể khổng lồ thần kỳ nhất trong đó. Có vô số thời không giao thoa, nếu ngao du trong đó tùy thời cũng có thể mất đi phương hướng. Không gian vô tận, sinh vật giống như long quy kích động, rốt cục có thể đi về rồi sao? Đi thôi, trốn cho xa xa một chút vào, đừng để Tây Tư tộc bắt lại. Hồng nhân chí tôn nói. Sinh vật sống như long quy cảm kích gật đầu với hồng nhân chí tôn. Thân thể khổng lồ của nó xuyên qua cái khe trước mặt và bay vào không gian vô tận. Đó mới là quê hương của nó, mới là nơi mà nó yêu thích, vô biên vô hạn, tràn ngập khả năng thần kỳ và vô tận. Hồng nhân chí tôn nhìn không gian vô tận rực rỡ, trong mắt cũng có một tia khát vọng. Hắn cũng rất muốn đi sông sáo một chút, thế nhưng hỗn độn vũ trụ hôm nay đang lâm vào nguy cơ, mà văn minh của bọn họ không có trưởng khống giả tồn tại, hắn làm sao có thể ra ngoài lưu lạc được đây. Bên trong đại sảnh đầy ánh sáng, Y Gia Nhĩ vĩ đại đang ngồi ở chỗ cao nhất. Hắn vẫn đi chân trần, mặc bộ áo bào xám, thân thể cao lớn và ánh mắt ôn hòa. Phía dưới là một đám tôi tớ đang đứng, thần thái cung kính, đều là tôn chủ. Hủy diệt chi sao đã bị văn minh người tu hành giả phá giải rồi. Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới chậm rãi nói. Lúc này rất nhiều chí tôn bạo động. Là ta đã xem nhẹ văn minh người tu hành rồi. Y Gia Nhĩ mỉm cười nói. Trước kia ta còn nghĩ rằng bằng vào hủy diệt chi sao là có thể chiến thắng được. Xem ra muốn khống chế một tòa hỗn độn vũ trụ không có đơn giản như vậy. Cũng tốt thôi, nếu như biện pháp đơn giản nhất đã thất bại, như vậy cứ chiến đi, bắt đầu trận chiến tranh cuối cùng này. Đám tôn chủ lúc này nhìn sang Y Gia Nhĩ vĩ đại đều cảm thấy khẩn trương, chờ mong và kích động, xen lẫn sợ hãi. Rốt cục cũng sắp chiến tranh rồi sao? Tuy chiến tranh lần đầu tiên chỉ là thử nghiệm, lúc này mới thật sự là chiến tranh cuối cùng. Hơn nữa văn minh người tu hành còn xuất hiện vĩnh hằng kiếm đạo trung cực nguyên vẹn, bọn họ nhất định không ngừng cường đại, sẽ sinh ra nhiều hơn vĩnh hằng trung cực đế quân. Thời gian lâu thì chúng ta không có hy vọng nữa rồi. Chúng ta đã không có đường lui. Chiến tranh cuối cùng, chiến thắng, các người có được đại tự do, đại siêu thoát, hơn nữa lập nhiều công lao sẽ có bàn thưởng. Thất bại, các người tiếp tục trầm luân đi. Y Gia Nhĩ không còn tươi cười nữa, trong đôi mắt hắn bắn ra hào quang đáng sợ. Tất cả tôn chủ phía dưới đều cảm nhận được ý chí của hắn. Đi thôi, chiến tranh bắt đầu từ bây giờ. Y Gia Nhĩ phân phó. Vâng. Tất cả tôn chủ đều điên cuồng. Đã tới lúc này sợ hãi cũng vô dụng, chỉ có ra sức chiến một trận. Thắng thì bọn họ đạt được thứ ước mơ tha thiết. Thậm chí đến lúc đó hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả Y Gia Nhĩ còn ban thưởng cho bọn họ. Tất cả tôn chủ đều thối lui. Trong đại điện to lớn cũng chỉ còn lại một mình Y Gia Nhĩ. Y Gia Nhĩ mỉm cười, hắn nhỏ giọng thì thào. Văn minh người tu hành, ta đã biết rõ tất cả thủ đoạn của các ngươi. Các ngươi không biết thủ đoạn của ta. Trận chiến tranh bắt đầu từ bây giờ, văn minh người tu hành các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đấy? Cũng trong lúc đó, tại một thế giới cực kỳ to lớn nhưng yên tĩnh và vô cùng xinh đẹp, nơi này có rất nhiều chúa tể sinh sống
cùng với các đế quân khác. Nào nào nào, đến đây, nếm thử mỹ thực do ta sáng tạo đi. Nào, đến đây. Ba gã chúa tể và năm tên đế quân hơi yếu cùng phân chính thứ ngồi xuống. Một nam tử tóc quăn màu đỏ đi từ trong phóng ra ngoài. Hắn cười ha hà, chỉ thấy hắn vung tay lên và một cái bàn cho 8 người xuất hiện. Trên mâm là một món đồ ăn có hình dạng gốc cây xuất hiện. Phía trên còn có một ít hương liệu. Mỹ thực của Thương Ngũ Huynh thật sự phải nếm thử mới được. Ồ, không tệ, rất là giòn. Tư vị này như chảy khắp toàn thân của ta vậy. Toàn thân của ta thoải mái không nói lên lời. Ồ, dường như ta đang nửa uống nửa say rồi. Ăn ngon, ăn thật ngon mà. Thương Ngũ nên mang nhiều ra một chút đi, ăn không đã miệng chút nào cả. Những chúa tể và đế quân lúc này liền thúc giục. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta mới vừa sáng chế thử mà thôi. Nếu như các người ưa thích, chờ một lúc nữa ta sẽ làm thêm. Nam tử tóc quan màu đen cười ha hà. Hảo hữu vô cùng ưa thích mỹ thực của hắn. Việc này làm cho hắn tự hào và vui mừng. Đúng vào lúc này, tất cả chiến sĩ Tây Tư tộc lắng nghe mệnh lệnh của Y Gia Nhĩ vĩ đại. Một tiếng nói vang vọng trong thiên địa sinh ra, tiếng vọng bao phủ mỗi góc của thế giới. Lúc này đám người Thương Ngũ, 9 tên chúa tể đế quân đang ăn uống cười nói liền biến sắc mặt. Ông chỉ thấy nơi cao nhất trong thế giới xuất hiện một cột sáng mờ mịt. Ngay sau đó, trong cột sáng mờ mịt này có một đạo hào quang sinh ra, hư ảnh bắt đầu ngưng thực. Đó là nam tử áo bào trắng cao lớn đi chân trần Y Gia Nhĩ. Thân ảnh Y Gia Nhĩ quan sát từ trên xuống dưới, hắn chỉ bằng vào hư ảnh đã làm tất cả chúa tể và đế quân không dám động đậy. Tất cả chúa tể đế quân, bất kể đang tính tu trong động phủ hay đang bàn tán với hảo hữu của mình, đều đi tới. Bọn họ vô cùng cung kính hành lễ và tỏ vẻ thần phục tôn kính. Các chiến sĩ của Tây Tư tộc chúng ta. Y Gia Nhĩ quan sát phía dưới, hắn tươi cười và nói: Từng đám các ngươi từ quê quán chạy tới nơi này, đi vào hỗn độn vũ trụ khác là vì cái gì đây? Chiến tranh, một hồi chiến tranh quyết định vận mệnh. Quyết định vận mệnh của các ngươi, quyết định vận mệnh của ta. Trận chiến tranh này nhất định phải chiến thắng. Thắng, tất cả chúa tể đế quân các ngươi chính thức siêu thoát, tiêu diêu tự tại. Hơn nữa, Y Gia Nhĩ ta sẽ vĩnh viễn chiếu cố các ngươi. Chiến tranh lần đầu tiên cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi. Chiến tranh lần này chính là quyết chiến cuối cùng. Chúng ta đã không có đường lui. Một khi thua cuộc trong cuộc chiến này, các ngươi sẽ không còn hy vọng đâu. Tất cả chúa tể đế quân đều cảm thấy nội tâm đều siết chặt. Không có đường lui ư? Trong chiến tranh lần trước còn có đường lui, thấy tình thế không ổn đã lui rồi. Tại hỗn độn vũ trụ này đã có vĩnh hằng trung cực chi đạo xuất hiện. Bỏ mặc chúng phát triển, dân bản xứ của hỗn độn vũ trụ sẽ càng trở nên cường đại thật nhanh. Chúng ta sẽ không còn hy vọng, cho nên lúc này phải chiến thắng bằng bất cứ giá nào. Người lập nhiều công lao, cho dù chết trận, ta cũng sẽ nghịch chuyển thời không và vận mệnh phục sinh hắn sống lại. Người trốn tránh nhu nhược, mặc dù còn sống, ta cũng sẽ xử tử hắn ta. Từ giờ trở đi, lên đường đi, dựa theo cái sách chúng ta sớm định ra, lên đường nào. Trước tiên, các người hãy thẩm thấu vào mỗi vực giới của văn minh người tu hành giả đi. Thân ảnh Y Gia Nhĩ trên bầu trời dần dần nhạt đi. Lúc này trong thế giới còn có rất nhiều chúa tể đế quân cảm thấy áp lực nặng nề. Chiến tranh cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lúc này 9 tên chúa tể đế quân đang tụ tập với nhau. Thương Ngũ chúa tể nói nhỏ: Có thể sống sót trong chiến tranh lần trước mà chiếm được nơi này và trải qua thời gian sống bình an thật hiếm có. Hiện tại cuộc sống bình an đã biến thành thứ xa xỉ rồi. Chúng ta tới đây muộn cho nên không tham gia chiến tranh lần trước. Thường Ngũ à, bây giờ chúng ta đã biết rõ chi tiết của đám văn minh người tu hành giả. Chúng ta nhất định thắng trong trận chiến này thôi. Đúng vậy, chúng ta nhất định có thể thắng được. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể thắng mới có thể giải thoát được mà thôi. Đúng vậy, chiến nào. Giết. Những chúa tể đế quân lúc này không ngừng nhìn nhau, đều cảm giác chiến lý tỏa ra ngập trời. Vận mệnh của bọn họ đã được quyết định từ trước, phải phục tùng mệnh lệnh của Y Gia Nhĩ vĩ đại. Về sau bị điều khiển đi tới hỗn độn vũ trụ này, vẫn yên lặng chờ đợi tại đây. Chờ chiến tranh bắt đầu, bọn họ không có lựa chọn, chỉ có chiến đấu mới có hy vọng. Bọn họ
chạy đi từng đám, đại chiến đã bộc phát ngay vào lúc này. Dựa theo kế hoạch định ra từ trước, cưỡi chiến thuyền chuẩn bị xuất phát nào. Một giọng nói hùng hồn vang vọng mỗi góc của thế giới này. Chuẩn bị xuất phát, cưỡi chiến thuyền, nhanh. Các nơi có âm thanh huyên náo vang lên. Chúng ta cũng đi thôi. Đám người Thương Ngũ hóa thành hào quang bay đi về phía xa xa. Trong thời gian một chén trà nhỏ, từng chiếc chiến thuyền khổng lồ không ngừng bay lên. Mỗi một chiếc chiến thuyền có chừng 20 tên chúa tể và rất nhiều đế quân đi cùng. Đương nhiên còn có phân khối phô lỗi và rất nhiều bảo vật đi cùng. Tránh ra! Oanh! Không gian rung động lắc lư, rốt cuộc không gian to lớn cũng mở ra. Nó giống như bông hoa bắt đầu nở rộ. Không gian thần bí này được giấu trong một nơi hắc ám vô tận của hỗn độn vũ trụ. Nó đã che giấu vô tận tuế nguyệt, nhưng văn minh người tu hành giả chưa từng phát hiện ra. Rậm rạp và chằng chịt, từng chiếc phi thuyền đồng thời bay ra, sau đó bay đi khắp bốn phương tám hướng. Chúc may mắn! Vệ vạn lão ca, chúc may mắn! Chúc các người may mắn! Một ít hảo hữu lúc này cáo biệt lẫn nhau. Đi thôi! Xoạt 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 xoạt! Xung quanh lại xuất hiện không gian dài hẹp lần nữa. Mỗi một chiếc chiến thuyền dễ dàng xuyên qua hư không và rời đi nhanh chóng. Luận tốc độ xuyên qua hư không của những chiến thuyền này còn nhanh hơn vực giới phi chu rất nhiều, đủ để so sánh với Thanh Dương Tinh. Loại chiến thuyền cổ xưa này được chế tạo để vận chuyển và chiến tranh. Giờ phút này, trong cả hỗn độn vũ trụ, tại các khu vực khác nhau, tổng cộng có 18 không gian thần bí mở ra. Mỗi một không gian thần bí có chiến thuyền rậm rạp bay ra ngoài. Những khu vực này được Tây Tư tộc chuẩn bị trong năm tháng dài dằng dặc. Nơi này chứa đại lượng chiến sĩ. Những chiến sĩ này lần lượt chiến bại và chết đi. Những chiến sĩ từ phía sau được điều động tới bổ sung. Dù sao, văn minh người tu hành không ngừng có cường giả mới ra đời, mà quê quán của Tây Tư tộc cũng có đại lượng cường giả ra đời. Bọn họ bị điều khiển tới và ngủ đông tại nơi này chỉ vì chờ đợi Y Gia Nhĩ vĩ đại phát ra mệnh lệnh. Hiện tại mệnh lệnh đã đến, bọn họ xuất phát toàn bộ và đi tới các khu vực khác nhau. Bên trong tam giới, tại Viêm Long vực giới, bản tôn Kỳ Linh đang bế quan trong Minh Tâm Đảo liền thức tỉnh. Hắn duy trì thời gian gia tốc gấp trăm lần, thời thời khắc khắc đang suy nghĩ ảo diệu của căn nguyên hủy diệt. Hắn cảm giác được, cảm thấy dùng căn nguyên hủy diệt làm tham chiếu, một khi sáng tạo ra kiếm đạo thích hợp sẽ có uy lực cực kỳ cường đại. 6. Kỳ Linh đang bế quan đột nhiên mở mắt ra. Vào lúc không gian thần bí chứa 18 thế giới mở ra, đại lượng chiến thuyền bay khắp bốn phương tám hướng. Vào lúc này, Kỳ Linh cảm giác được có lực uy hiếp cường đại xuất hiện. Cảm giác áp bách bao phủ nội tâm, nó giống như mây đen che phủ mặt trời vậy. Áp lực vô hình cũng làm cho Kỳ Linh tỉnh táo trở lại. Cho dù lần trước hắn có thể cảm giác được hủy diệt chi xào tồn tại, cảm giác uy hiếp cũng không có đậm đặc như vậy, đậm đặc đến mức tâm thần Kỳ Linh cũng phải đang run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cục là như thế nào đây? Kỳ Linh ẩn ẩn có suy đoán, dù sao hắn cũng không xác định. Kỳ Linh có thể cảm ứng rõ ràng căn nguyên uy hiếp xuất hiện tại nơi đây. Lần này lại khác nhau hoàn toàn. Lúc này uy hiếp phô thiên cái địa, dường như khắp cả hỗn độn vũ trụ đang gặp phải uy hiếp. Căn bản không biết được căn nguyên ở đâu. Việc này làm cho Kỳ Linh không biết nên làm cái gì mới phải. Mô Cốc, Hồng Nhiên, rốt cuộc là như thế nào? Các người biết rõ đã xảy ra chuyện gì hay không? Kỳ Linh lập tức truyền âm xuyên thấu qua Chí Tôn Tín Phù. Bên ngoài tộc địa của Tây Tư tộc, trong một tòa thần điện phi thường cổ lão, Mô Cốc Chí Tôn đang ở nơi đây. Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại như thế này? Ách Khổng Chí Tôn lo lắng và hoảng sợ. Loại cảm giác uy hiếp này làm cho hắn bất an, dường như cả hỗn độn vũ trụ đang lâm vào trong bóng tối. Mà Mô Cốc Chí Tôn, Thiên Thực Đế Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn, Hồng Nhiên Chí Tôn vô cùng bình tĩnh, bọn họ chỉ nhìn nhau. Rốt cuộc cũng đến rồi. Hồng Nhiên Chí Tôn nói nhỏ một câu. Loại ác mộng và cảm giác uy hiếp như vậy thật không muốn gặp lại lần nữa đâu, nhưng nó vẫn tới. Thiên Thực Chí Tôn lắc đầu. Nàng không quên được trước đó lần đầu tiên chiến tranh là bậc nào thảm thiết đây. Những chúa tể tham chiến đều chết đi, tổn thương thật quá thảm thiết. Chúng ta lo lắng vẫn là phát sinh thôi. Mô Cốc Chí Tôn lắc đầu nói. Chúng ta phong tỏa đúng là vô dụng mà. Mô Cốc Chí Tôn lập tức cảm ứng được Kỳ Linh hỏi thăm, xuất ra tín phù và truyền âm trả lời. Bắc Minh, chiến tranh bắt đầu rồi. Âm âm âm. Cửa tĩnh thất mở ra, Kỳ Linh áo trắng cũng đi tới. Phụ thân, công tử. Kỳ Minh Nguyệt và Thu Diệp ở cách đó không xa liền nghênh đón.
Kỳ Linh nhìn con gái và Thu Diệp. Hắn bắt đầu nhìn khắp bốn phương tám hướng, ánh mắt xuyên qua hư không. Hắn nhìn tam giới, thế giới hỗn độn. Hắn nhìn mọi nơi trong thế giới này, hy vọng chiến hóa không lan tới gần tam giới. Kỳ Linh yên lặng nói một câu: Nữ hóa. Kỳ Linh chuẩn âm nói. Lúc này có một đạo thân ảnh xuyên qua hư không tới nơi này, chính là nữ hoa nương nương. Bác Minh, tìm ta làm gì vậy? Nữ hoa mỉm cười nói. Chiến tranh với Tây Tư tộc đã bắt đầu rồi. Kỳ Linh nói. Sắc mặt nữ hoa và Kỳ Minh Nguyệt lúc này liền biến sắc. Về mặt Thu Diệp vô cùng nghi hoặc. Cho dù thực lực của nàng cao hơn nữa cũng ít biết được tin tức. Dù sao Kỳ Minh Nguyệt cũng là đạo quân tứ bộ, là con gái của Kỳ Linh, cho nên hôm nay cũng là cao tầng của tam giới, tự nhiên biết rõ rất nhiều che giấu. Phụ thân, chiến tranh bắt đầu rồi ư? Kỳ Minh Nguyệt vô cùng lo lắng nói. Chiến tranh bắt đầu, mục tiêu của Tây Tư tộc chính là rất nhiều vực giới, bọn chúng có rất nhiều chúa tể. Về phần vô số phạm tục, thế giới cảnh, đạo quân, bọn họ sẽ không quá để ý đâu. Bọn họ sẽ không hao phí nhiều tinh lực đuổi giết đế quân nhỏ yếu bình thường. Cho nên các ngươi ở lại tam giới sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chính mình với tư cách là một trong những người đứng đầu của văn minh tu hành giả, hắn phải đứng ra đảm đương tuyến đầu. Ở đâu nguy hiểm thì hắn phải có mặt ở nơi đó. Trải qua chiến bại lần trước, lần này Tây Tư tộc lại dám tới lần nữa, nhất định là có chỗ chuẩn bị. Cộng thêm vào đó thủ đoạn hủy diệt chi xào lần trước, Kỳ Linh vô cùng kiêng kỵ Tây Tư tộc. Chỉ sợ chiến lực cấp chí tôn cũng sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn. Cho nên thân nhân hảo hữu tại tam giới đi theo mình sẽ gặp nguy hiểm lớn. Ở lại tam giới ngược lại an toàn hơn bên ngoài. Nhớ canh giữ tốt tam giới. Kỳ Linh nhìn về phía Kỳ Minh Nguyệt nhắc nhở. Dùng toàn lực mà bảo hộ tam giới, nhớ chưa? Vâng, thưa phụ thân. Kỳ Minh Nguyệt lên tiếng nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã sớm luyện chế bảo vật trận bàn. Hắn đã phòng ngự tam giới kiên cố, cho dù là Tây Tư tộc trưởng thượng chủ có tới cũng khó mà phá giải. Nữ hoa, ta đưa người tới chiến trường. Kỳ Linh nói. Nữ hoa nương nương gật đầu. Nàng thân là chúa tể nên phải tham chiến. Trước khi đi, Kỳ Linh nhìn các nơi thật kỹ. Hắn nhìn thấy rất nhiều người, có người đang tiêu diêu hoặc chạy các nơi, hoặc có người bế quan tĩnh tu hoặc dạy bảo đệ tử, có một ít người hầu đang chăm sóc hoa cỏ. Đi thôi. Kỳ Linh không nói thêm lời nào, lúc này mang theo nữ hoa nương nương xuyên qua hư không liền rời đi. Bên ngoài hư không xa xôi, 16 vực giới liên minh, nơi đó là chiến trường hư không sớm đã bố trí tốt, nó cùng loại với Ngưu Tinh Hải năm đó. Đến. Kỳ Linh mang theo nữ hoa xuyên qua hư không 3 lần, cảm ứng được ngoại giới chấn động, Kỳ Linh và nữ hoa lập tức bị phát hiện. Lão giả Lôi Thôi Đạt Phong lĩnh chủ tự mình đi ra nghênh đón. Ồ, Bắc Minh đế quân. Đạt Phong lãnh chủ vô cùng cung kính. Chiến trường của các ngươi đã bố trí xong chưa? Đã bố trí xong từ sớm rồi, có Hồng Nhiên Chí Tôn ban cho đại lượng bảo vật, bố trí thật nhanh. Đạt Phong lãnh chủ tràn ngập tự tin nói. Chúng ta thiết trí nơi này thành chiến trường cao cấp nhất. 16 vực giới liên minh và rất nhiều chúa tể các vực giới khác đều chạy tới đây. Nơi này đã có 105 chúa tể. Các chúa tể còn phái pháp thân tọa trấn các nơi. Nếu Tây Tư tộc dám can đảm tới đây, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Đạt Phong lãnh chúa rất tự tin, bởi vì thời điểm chiến tranh lần trước, văn minh người tu hành giả căn bản không có binh khí lợi hại gì, đều dựa vào trận pháp, cho nên chết tổn thương thảm trọng. Tuy đánh thắng chiến tranh lần trước, đạt được đại lượng binh khí của Tây Tư tộc để lại, cộng thêm vào đó Hồng Nhiên Chí Tôn cân nhắc vô tận tuế nguyệt, cho nên cũng luyện chế ra rất nhiều binh khí cho văn minh người tu hành giả. Bình thường Hồng Nhiên Chí Tôn sẽ không lấy ra, là lo lắng cả hỗn độn vũ trụ bởi vì thế mà nội chiến. Từ lần trước Kỳ Linh nói rằng khả năng phong tỏa tộc địa Tây Tư tộc là vô ích, cho nên mọi người ra lệnh bố trí tốt chiến trường, chúa tể đế quân để hội tụ tại chiến trường. Nữ hoa là vì muốn giúp đỡ chăm sóc tam giới, cho nên mới có tư cách đặc biệt, nàng có thể ở tại tam giới cho đến khi chiến tranh bắt đầu, Kỳ Linh tự mình đưa nàng tới đây. Như mang nhai chúa tể đã sớm dùng bản tôn đi tới chiến trường hư không, tối đa lưu lại pháp thân nhỏ yếu mới luyện chế ra tại Viêm Long vực giới. Một khi chiến tranh bắt đầu, những pháp thân nhỏ yếu sẽ bị buông tha, duy chỉ thay ngén pháp thân cường đại. Được. Kỳ Linh tươi cười nói. Trận chiến tranh này là trận chiến lâu dài, trong tình huống có thể bảo trì bản thân lên tận lực giết nhiều địch. Tây Tư tộc ẩn nhẫn lâu như vậy mới ngóc đầu trở lại, cũng không nên xem nhẹ bọn chúng đâu. Vâng. Đạt Phong lãnh chủ đáp. Được, ta đi đây.
Kỳ Linh nhìn nữ oa, sau đó xuyên qua hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Nữ oa nương nương và Đạt Phong lãnh chúa đều nhìn thân ảnh Kỳ Linh biến mất. Bọn họ rất rõ ràng, Kỳ Linh với tư cách chiến lực cấp chí tôn là phải chịu trách nhiệm chiến trường cả hỗn độn vũ trụ. Xoạt, Kỳ Linh đi tới biên giới vực giới, thần niệm bao phủ cả trăm vực giới vào bên trong. Nơi này không có Tây Tư tộc. Kỳ Linh lúc này xuyên thẳng qua hư không đi tới các nơi khác. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 268 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 269.